Thưa quý vị, từ đầu năm 2024 cho đến nay, giá cả nhiều sản phẩm chăn nuôi liên tục giảm, trong khi giá thức ăn chăn nuôi neo ở mức cao, dịch bệnh thì vẫn diễn biến phức tạp. Thực tế này khiến cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu gặp khó, nhiều hộ phải nuôi cầm chừng vì thua lỗ. Hai năm trở lại đây, giá bò thịt, bò giống liên tục giảm, trong khi giá thức ăn gia súc tăng khiến người chăn nuôi bò trên địa bàn tỉnh gặp không ít khó khăn. Trước đây, ông Nguyễn Hoàng Phong ở xã Long Phước, thành phố Bà Rịa, từng nuôi 6 con bò thịt lai xin. Tuy nhiên, giá bò liên tục giảm từ 115.000 đồng 1 kg xuống còn 60.000 đồng 1 kg, khiến ông càng nuôi càng thua lỗ, phải giảm đàn. Trước đây thì 4 con bò cái, bò sinh sản và 2 con bò đực. Nhưng mà hiện tại giờ là lỗ quá, dẹp bớt, chỉ còn nuôi là duy trì để có cái công việc làm. Nó nuôi bò trước đây, trước năm 2022, thì mỗi con bò mà con có thể lời sau khi xuất bán và còn lời khoảng 18 đến 20 triệu. Nhưng hiện tại thì hầu như không có lời và thậm chí còn lỗ công mà chi phí thức ăn. Dù giá lợn đang ổn định ở mức 55 đến 60.000 đồng 1 kg, người chăn nuôi vẫn có lãi. Nhưng trước tình hình dịch tả lợn châu Phi có nguy cơ bùng phát, giá thức ăn vẫn cao nên nhiều hộ chỉ dám nuôi cầm chừng. Như trang trại của ông Lê Trung Lập ở xã Bình Ba, huyện Châu Đức, hiện chỉ nuôi khoảng 100 con lợn, tương đương 50% công suất chuồng trại. Dịch bệnh với cám nó tăng quá, mà heo thì nhích nên chừng giá hai giá nó cũng làm mà cái làm đó, cho nên là người dân vậy chứ cũng khó khăn lắm. Thì chỉ có mới trại lớn thì họ duy trì được, chứ còn mới cái trại nhỏ là đa số là họ không duy trì nổi. Hiện tổng đàn lợn toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có hơn 400.000 con, đàn gia cầm khoảng 6,8 triệu con, đàn trâu bò hơn 55.600 con. Trong quý 1 năm 2024, ngành chăn nuôi Bà Rịa Vũng Tàu đã cung cấp ra thị trường hơn 29.100 tấn thịt hơi các loại, đủ cho nhu cầu tiêu thụ nội tỉnh và một số tỉnh lân cận. Trong bối cảnh dịch bệnh luôn rình rập, ngành nông nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu đang khuyến cáo các nông hộ, trang trại chủ động các biện pháp bảo vệ đàn vật nuôi bằng biện pháp vệ sinh, tiêu độc khử trùng khu vực nuôi. Đặc biệt, khi phát hiện vật nuôi có dấu hiệu bất thường, cần báo ngay với cơ quan thú y để xử lý kịp thời, tránh dịch bùng phát trên diện rộng. Chăn nuôi hiện chiếm tỷ trọng gần 50% cơ cấu nội ngành nông nghiệp của tỉnh Thái Nguyên, với mục tiêu chuyển đổi cơ cấu vật nuôi theo hướng hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm. Thời gian qua, địa phương đã tập trung huy động tối đa các nguồn lực đầu tư nhằm nâng cao giá trị kinh tế, đáp ứng nhu cầu chăn nuôi an toàn, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp cá nhân đầu tư sản xuất theo chuỗi gắn với tiêu thụ sản phẩm, tạo gắn kết giữa doanh nghiệp và nông hộ trang trại. Tiếp nhận hỗ trợ từ dự án hợp tác xã liên kết với hội nông dân để phát triển kinh tế và thoát nghèo bền vững của Quỹ Thiện Tâm thuộc tập đoàn Vingroup với 50 con bò tổng trị giá 1 tỷ đồng, Hợp tác xã Công nghệ cao huyện Phú Lương đã xây dựng chuồng trại đảm bảo yêu cầu chăn nuôi an toàn với diện tích trên 1.500 m2. Là thị trường còn phải đi nhập ở nước ngoài về, cũng khi là mình đây, mình cứ phải tự tin mình làm thôi. Kiểu gì cũng có lãi, không có bao giờ lỗ được đâu. Cái lãi suất đằng sau nữa là cái phân nó nữa. Phân nó nếu mà nuôi được giun quế mà quay về làm thức ăn chăn nuôi thì tốt. Mà không có thì bón cho cây, mà cái cây sau này đã tốt rồi. Là địa phương có thế mạnh và giá trị sản xuất ngành chăn nuôi lớn nhất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, những năm gần đây, hầu hết các hộ chăn nuôi hợp tác xã trên địa bàn huyện Phú Bình đều tham gia vào chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Qua đó đem lại hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi, góp phần làm thay đổi tư duy tập quán sản xuất của bà con, đồng thời giúp người tiêu dùng được tiếp cận với nguồn thực phẩm an toàn. Hiện như bây giờ thì tôi cứ mỗi một lứa vào thì tôi vào 2.000 gà. Thế một năm thì tôi cứ duy trì ít nhất là 3 lứa. Là một năm tôi chăn khoảng 6.000 gà. Mình thú y hỗ trợ nó chỉ là một cái tác hợp kết hợp với gia đình thôi. Còn chủ lực vẫn là gia đình. Phải chăm sóc, theo dõi đàn gà như chính nuôi người con mình. Những năm qua, Thái Nguyên đã khuyến khích các doanh nghiệp, tập thể, cá nhân đầu tư sản xuất theo chuỗi gắn với tiêu thụ sản phẩm, tạo gắn kết giữa doanh nghiệp và các hộ chăn nuôi trang trại. Tuy nhiên, trong tổng số trên 720 trang trại chăn nuôi toàn tỉnh này, hiện mới có trên 100 trang trại cơ sở chăn nuôi được chứng nhận Việt Gáp. Chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn chiếm tỷ lệ cao do nhận thức của người dân về chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh còn nhiều hạn chế. Đòi hỏi cần có những bước đột phá mới, mạnh mẽ hơn, nguồn lực đầu tư lớn hơn, hướng tới phát triển mô hình chăn nuôi bền vững, nâng cao giá trị, thu nhập, đóng góp cho kinh tế địa phương.
xin được chuyển sang vấn đề nông nghiệp đáng chú ý. Thưa quý vị, ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã có văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai kế hoạch tổ chức tiêm phòng các loại vaccine cho đàn gia súc gia cầm. Chỉ đạo địa phương nào để xảy ra dịch bệnh trên đàn vật nuôi mà nguyên nhân do tỷ lệ tiêm phòng thấp thì người đứng đầu địa phương đó sẽ phải chịu kỷ luật. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh Quảng Bình cũng đã sớm triển khai kế hoạch hoạt động nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ thực hiện tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc gia cầm đợt 1 năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các địa phương thực hiện kiểm tra, kiểm soát nhiệm vụ này thường xuyên, nhằm hỗ trợ người chăn nuôi và thúc đẩy nâng cao tỷ lệ tiêm vaccine phòng bệnh cho đàn vật nuôi. Nhiều địa phương đã thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí mua vaccine. Các huyện như Quảng Ninh hỗ trợ 70% vaccine cúm gia cầm và 100% vaccine bệnh dại. Thành phố Đồng Hới, huyện Minh Hóa hỗ trợ 100% vaccine bệnh dại. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Bình, hiện trên địa bàn tỉnh có 3 trên 8 huyện, thị xã đã triển khai và báo cáo tiến độ tiêm phòng vaccine đợt 1. Cụ thể, huyện Bố Trạch triển khai tiêm được gần 5.000 liều vaccine viêm da nổi cục, lờ mồm long móng, tụ huyết trùng châu bò, dịch tả. Thưa quý vị, cà phê là cây trồng chủ lực của huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng với diện tích gần 40.000 ha. Nhằm nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, địa phương đang phát triển cà phê theo hướng bền vững, vừa mang lại lợi ích cho người nông dân, vừa góp phần bảo vệ môi trường. Nhờ chăm sóc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất nên là năng suất cà phê trung bình nhiều hộ ở huyện Lâm Hà đạt trên 5 tấn nhân 1 ha, cá biệt có nhiều hộ đạt tới trên 7 tấn 1 ha. Với giá cà phê đang giữ ở mức hơn 100.000 đồng 1 kg như hiện nay, phát triển cà phê đang khẳng định là hướng đi đúng, làm giàu cho địa phương và người trồng cà phê. Hộ ông Đoàn Văn Tráng là một điển hình trong phát triển cà phê bền vững tại xã Tấn Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Với diện tích 3 ha, trồng 1,5 ha cà phê, xen canh mắc-ca, tiêu, dâu tằm. Nhờ áp dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến và chủ động nguồn nước tưới, vườn cà phê của ông luôn xanh tốt, cho năng suất cao và chất lượng tốt. Vụ vừa rồi, ông Tráng cho thu hoạch hơn 8 tấn cà phê nhân, trị giá gần 600 triệu đồng. Để đảm bảo cho hoa tốt, ông Tráng dành riêng gần 2.000 m2, đào ao, trữ nước trong mùa khô. Cà phê được ông chọn lựa kỹ càng. Hàng năm đều tiến hành cải tạo loại bỏ những cây xấu và ghép các giống chất lượng cao. Thì tôi có một cái suy nghĩ là cái cây gì mà mình để làm duy trì mà để chống đói thì mình nên giữ lại. Cái đó là cũng là một cái nền tảng mình giữ lại. Còn những cái cây trồng nào khác mình có thể là mình trồng thêm xen canh nữa, là mình trồng thêm vào đó, nhưng mà mình phải làm sao mà trồng riêng biệt để dễ chăm, để dễ xử lý, dễ chăm sóc nó. Với diện tích 1,2 hectare cà phê, ông Phùng Văn Tĩnh trồng khoảng 200 gốc cà phê, bình quân mỗi năm ông thu 7 tấn nhân. Là một trong những hộ trồng cà phê có năng suất vượt trội nhờ canh tác theo hướng bền vững và trồng sen, cây mắc-ca. Cà phê mới bước vào kinh doanh ấy, thì mình một năm mình phải bỏ mấy lần phân, mùa khô bỏ như thế nào, trong mùa mưa thì bỏ như thế nào. Và bỏ phân chuồng thì mình phải ủ hoai mục, làm đúng kỹ thuật đó là nó rất là dễ, tỉa cành, phun thuốc theo định kỳ là tốt. Phát triển cà phê bền vững là hướng đi tất yếu hiện nay, không chỉ giúp nâng cao năng suất chất lượng cà phê mà còn giúp bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo thu nhập ổn định cho người dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Về cây cà phê là được vẫn tuyên truyền bà con, cà phê từ 20 năm trở lên là mức trồng mới và cải tạo lại giống mới như giống 138, giống các loại giống mà được nhà nước công nhận để tạo cho cái vườn cà phê là luôn bền vững và lâu dài. Tuy nhiên, để phát triển cà phê bền vững hiệu quả cần có sự phối hợp chặt chẽ ở các bên liên quan, gồm chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người nông dân. Để chuỗi liên kết hiệu quả, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ vốn và kết nối thị trường để cà phê có giá cao, đầu ra ổn định. Lợi nhuận cao sẽ giúp nông dân chú trọng tái đầu tư, chăm sóc, bảo vệ chất lượng hạt cà phê.